Quang Đông Phích đội tuyển đang đứng top 6 tại SK đang có 4 trận thắng. Điều này chúng ta đang thấy một chiếc vé vào vòng playoff nó trở nên khắc nghiệt như thế nào dành cho những đội tuyển nhóm dưới. Và đặc biệt nữa là trong cái bối cảnh là bên phía Quang Đông Silverforce họ đang có nhiều trận thua hơn trận thắng, thì đây sẽ là một trong những cái ván thắng khích lệ tinh thần lên cao nhất dành cho đội hình của họ. Nói rằng là Nông Sim và DX là hai đội cạnh tranh vào cái tấm vé cuối cùng tham dự giải playoff bên cạnh Quang Đông Freaks, đội tuyển mà anh Linh vừa nhắc tới. Và rõ ràng là Nông Sim và Red Fork họ cũng sẽ cần phải có được một chiến thắng nếu như muốn tiếp tục muốn nuôi hy vọng vào giai đoạn playoff sắp tới ở trong mùa giải mùa hè năm nay. Và để xem là DX có thay đổi gì về cấm và chọn ở ván thi đấu thứ hai hay không, họ ban vào Poppy, Nico và Azir. Còn với Nông Sim thì bắt đầu có thay đổi rồi. Tôi thấy Ivan đã là lượt ban đến từ bên phía của Nông Sim Red Fork ở ván thi đấu này. Lập Lăng và Jack cũng đã bị loại bỏ thì hở ra Tristana thôi. Đây liệu có phải là con Tristana first pick dành cho Phế hay không? Ông xin lựa chọn mà tôi nghĩ rằng khá là được ưa chuộng ở khung đường giữa. Nếu bạn có một người chơi đường giữa kỹ năng đủ cao để có thể thiết lập được cho mình một cái thế đẩy đường tốt. Nhưng Phế cảm giác cũng đang hơi e ngại chút xíu. Bởi vì trước đó chúng ta vẫn đang có Annie vẫn đang được hở ra. Nói một hồi cái anh ta lấy luôn cho mình đó con bài Chitra ở khung đường giữa, một con tướng mạnh ở trong meta thời điểm hiện tại. Thì đâu sẽ là cái câu trả lời dành cho Fiesta. Liệu rằng đó có phải là con Annie dễ chơi, dễ vận hành và có thêm công cụ mở giao tranh dành cho phía của Nông Sim Red Fork hay không? Thực ra thì Nông Sim họ ban đi Ivern để họ tránh cái trường hợp vận hành đội hình hai xạ thủ dành cho bên phía của DX, thì đây có thể sẽ là một chút những cái sự sụt giảm nhẹ nhẹ với cái combo này mà DX có thể hướng tới được. Người Đông Sim chắc chắn rồi, họ sẽ có được những chất tướng mạnh ở trong beta với V dành cho Selvi, và có tiếp tục là một chất tướng Rayton nữa dành cho vị trí của DNDN ở cánh chơi cánh trên hay không. Cách mà thể hiện Rayton ở trong ván đấu vừa rồi đến từ DNDN là tương đối tốt. Nhưng mà ở trong cái ván đấu này thì chúng ta vẫn còn những cái sự lựa chọn đi đường khá là tốt với lại cá sấu. Zack vẫn chính xác là Zack bị ban rồi, còn vẫn còn Rumble dạy cho Rasko bên phía kia, thì đơn giản Nông Sim sẽ hướng tới sự an toàn hơn ở cánh dưới. Zill đánh rất là tốt, anh ta là người có được 100 điểm POG ở ván vừa rồi với Zaya và không có bất cứ lý do gì để đổi từ cả. Zaya trong những con tướng xạ thủ khá là ổn ở khu vực dưới, và cái màn trình diễn đến từ Zihu cũng đã mang lại một cái MVP dành cho anh ta trong cái ván thi đấu đầu tiên đó. Còn đâu sẽ là một cái câu trả lời dành cho phía của Radix, chúng ta liệu rằng sẽ có Sejuani hay là Maokai, những con tướng mang thiên hướng chống chịu. Ui, như vậy là Rumble sẽ đi tắt đón đầu à. Rumble ở khu vực đường trên dành cho Rasko để có thể sẵn sàng đối đầu với lại cái kèo rễ tinh của DNDN, hoặc thậm chí đội hình của họ nha, có thể có được những cái sự hoán đổi lẫn nhau. Tristana hoàn toàn có thể được đẩy xuống khu vực dưới cho vai trò xạ thủ được. Chúng ta thấy được Rumble đường đơn xuất hiện rất là nhiều tại ranking, và thậm chí là cả Rumble đi rừng nữa. Nhưng mà nếu như Senzua đi được khóa lại thì đây chắc chắn 100% rằng sẽ là con Rumble đứng trên tại Rasko và Tristana đứng giữa. Đứng giữa dành cho Fate. Còn Nông Sim Red Fork thì liệu có phải là Sayraka luôn không? Hay sẽ làm con bài khu vực đứng giữa dành cho Fiesta khi anh ta đã biết được rằng là Tristana này nằm trong tay của Fate rồi. Thì đúng như anh Linh nói, có thể sẽ là Annie, một chất tướng rất là mạnh, hoặc thậm chí là V cộng kết hợp với Ahri nữa. Fiesta có thể chơi Ahri để phối hợp tốt với lại chất tướng V của đồng đội mình. Nhưng quyết định sẽ làm con gấu Annie dành cho người chơi đứng giữa bên phía của Nông Sim. Sang Phase 2 thì cái đội hình này của DX thiếu hơi thiếu một chút một con bài có khả năng băng vào ở vị trí của Barrel. Rell, Nautilus, Alistar đều đang có ở trên bàn cân, để xem là hai đội sẽ cấm và chọn như thế nào. Nông Sim thì họ ban đi Maokai, họ vẫn đi ban đi Maokai, Maokai của support của Barrel. Maokai của Barrel ở khu vực dưới khả năng mà giao tranh cũng sẽ là có tương đối khó chịu với cái cách vận hành đến từ Barrel với con tướng này. Còn ngược trở lại thì bên phía của DS có lẽ như họ cũng sẽ cấm cho vai trò hỗ trợ. Họ chuyển dịch à, họ cấm Cassander khu vực trên, mặc dù họ đang sở hữu cho mình đó con bài Rumble để có thể đi tắt đón đầu với lại rỉ tinh nếu như được khóa một lần nữa dành cho DNDN. Sante là lượt cấm đến từ bên phía của DX. Thực ra thì đây vẫn là chất tướng thủ DNDN, anh ta có khả năng sử dụng con tướng này một cách tương đối là tốt với mọi kèo, thì việc ban đi tôi nghĩ là hợp lý đến từ bên phía DX. Vẫn còn đó Rayton. Thực ra thì kèo Rumble và Rayton chúng ta đã theo dõi rất là nhiều rồi, không chỉ là xếp hạng đơn mà còn đánh giải nữa, thì cái áp lực đi đường đến từ con Rumble, thậm chí Rasko có thể cầm thiêu đốt luôn để áp lực trong những tình huống solo kill ở trong giai đoạn ban đầu. Raka là lực cấm đến từ DX hợp lý thôi, họ tước đi combo Saya và Rakan của Zhu và Peter ở khu vực đứng dưới. Thì liệu đây có phải là một con bài hỗ trợ được khóa vào sớm dành cho Peter hay không ha? Hoặc anh ta sẽ chờ đợi Barrel với một con Rell trước, sau đó là anh ta sẽ khóa lại Alistar như ở trong ván đấu thứ nhất, và quyết định đến từ Nông Sim và vẫn sẽ tiếp tục với DNDN là con Rayton ở khu vực trên.
được quyền bích sâu đến từ Peter để có thể cắt chế bộ đôi khung thành dưới của Bardock và Miro để coi anh ta sẽ có phương án nào, liệu rằng có đúng như anh Hoàng chia sẻ để có thể đón đầu bộ đôi Kai'Sa và Rey một lần nữa dành cho phía của Rhaenys hay không, hay sẽ là Aphelios kết hợp cùng với mẫu chiếc tướng khác. Rồi thì chúng ta cũng sẽ hai con tướng khá là quen thuộc, Kai'Sa kết hợp cùng với Rey mà thôi. Như vậy Alistar một lần nữa có khả năng sẽ được xuất hiện nằm trong tay của Peter, nhưng đang rất là hoan nghênh DnD khu vực điện trên ở trong cái kèo cá sấu này nha, khi mà anh ta bích sâu nhưng anh ta vẫn quyết định sử dụng cho đó rẻ tật. Như vậy thì quyết định của Peter không phải là một con tướng để khắc chế con Rail của Barrow, mà sẽ là một con tướng mở một cách trực diện hơn, đó là Nautilus trong tay của hỗ trợ bên phía Đông Siêu Rockford. Đội hình hai giao điện đến từ bên phía ODX, tôi thì rằng đây sẽ là hai cái giao điện static ở vị trí của cả Fate và cả Bardock để gia tăng tối đa khả năng đẩy ở trong giai đoạn mid game dành cho bên phía ODX. Khi mà bạn đẩy đứng tốt hơn thì bạn sẽ di chuyển sang các khu vực đường khác dễ hơn và tập trung người một cách nhanh chóng hơn so với bên phía của Đông Siêu Rockford. Còn với Đông Siêu, đội hình kết hợp combo rất mạnh nha. Khả năng kết hợp combo với sau một lần móc mỏ neo đến từ Peter thì là gấu, rồi thì chiêu cuối của Vi và khả năng bắt băng cắt vào đến từ con Raiden trong tay của DnD sẽ là những cái cơ sở để họ Nông Xin tự tin hơn trước đội hình hai chủ lực xạ thủ bên phía của DX bên phía bên kia. Thậm chí nó còn mạnh hơn so với đội hình của phía Nông Xin ở trong ván thi đấu đầu tiên nữa với khả năng tấn công của họ. Ngược trở lại thì DS với cái đội hình như thế này thì có lẽ như họ cũng sẽ có rất nhiều cái lượng sát thương để có thể bước vào tình huống giao tranh. Nhưng quan trọng là cái thời điểm sức mạnh sẽ có những cái thời điểm cụ thể riêng dành cho những mẫu chiếc tướng như là Tristana hoặc là cái giao tranh ở giai đoạn về sau dành cho đội hình đến từ bên phía của DS. Quan trọng là họ có nắm bắt được cái cơ hội đó để có thể tạo nên một cái điểm sáng trong đội hình của mình với một cái lượng sát thương vượt trội hay không mà thôi. Đừng quên rằng ván thi đấu đầu tiên họ đã gặp thất bại. Nếu như họ muốn một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng thì họ cần phải chắc chiêu những cái cơ hội. Tôi đồng ý, để xem là cái chất đội hình hai xạ thủ đến từ bên phía của DX có được thực hiện hóa ở trong ván đấu này hay không. Họ sẽ cần thời gian ít nhất là cần phải ít nhất là hai cái giao điện static được hoàn thiện ở từ vị trí của Fate và Bardock để có thể câu giờ và tăng tiến thời gian với khả năng đẩy đường nhanh. Còn bên phía bên kia thì Nông Sim họ sẽ cố gắng tận dụng cái khả năng tấn công tốt đến từ bộ ba cánh trên Vini và Renekton của DnD, Selvi, Fiesta để áp lực ở khu vực đường trên cũng như là áp lực ở cánh trên, khi mà họ sẽ là những người áp lực hơn với những tình huống mà kiểm soát sứ giả Thiên Đức ở trong giai đoạn đầu với những sức mạnh cấp độ 6, để xem hai đội sẽ thể hiện như thế nào ở ván đấu thứ hai này. Ván thi đấu thứ hai cuộc đối đầu giữa Nông Sim và DS sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Ván thi đấu này sẽ được trực tiếp ở trên kênh SK tiếng Việt ở nhiều cái platform như Facebook, YouTube, GG Live và TikTok. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho chúng tôi những cái lượt like, những lượt chia sẻ và đó sẽ là trong những cái nguồn động lực rất là lớn để chúng tôi có thể truyền tải những tín hiệu ván thi đấu tích cực và hấp dẫn đến cho các bạn. Hai đội vẫn đang còn cái cơ hội vào với giai đoạn playoff và rõ ràng đây là một ván đấu rất quan trọng đến từ bên phía của cả DX và Nông Sim Rockford. Chúng ta đã có một cái ván đấu đầu tiên với chiến thắng dành cho Nông Sim rồi, và nếu như kết thúc ngày hôm nay với kể cả có là thắng lợi dành cho DX thì họ vẫn sẽ xếp dưới KDF vì thua về mặt hiệu số mà thôi. Còn nếu như Nông Sim thắng lợi thì một cái bước tiến tương đối tốt dành cho họ cho một cái cuộc gặp gỡ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở trong ván đấu này, để xem là cái đội hình rất là mạnh với những tình huống combo đến từ bên phía của Nông Sim Rockford, khả năng tập trung người lại của họ có lại được so với một cái chất đội hình thiên nhiều hơn về giai đoạn sau cùng hai con xạ thủ của Fate và Bardock hay không. Rồi chúng ta sẽ có một con Annie tăng tốc pha cung đình giữa. Đây là cái cách mà Chovy sử dụng Annie để có thể đối đầu với lại Tristana. Bạn sẽ có thêm cái cơ hội để có thể rút lui tốt hơn và tránh cái việc mà bạn bị gây nhiều sát thương đến từ cái bọc thuốc súng của Tristana. Thì đó xem cái công cụ mà Tristana để có thể thắng áp đảo cung đình giữa. Ngoài ra thì chúng ta đang có cái vòng rừng hơi trái ngược nhau một chút xíu. Vi đến từ Sylvie sẽ ăn từ trên ăn xuống. Như vậy họ sẽ chú trọng xuống cánh dưới nhiều hơn ở trong cái ván thi đấu này. Nhưng mà kèo Tristana và AD chúng ta theo dõi rất là nhiều rồi. Tristana luôn sẽ có được ưu thế và kể cả là có trước cấp 6 hay là sau cấp 6 đi chăng nữa, cái nhiệm vụ của Fiesta sẽ là cố gắng spam gấu liên tục để khiến cái ngưỡng máu của Fate luôn ở một cái trạng thái báo động để phối hợp cùng với V của Selvi ở trong những tình huống sau. Early game thì vẫn sẽ là ưu thế ở khu vực đường giữa dành cho đường giữa của DIX mà thôi. Một cái bọc thuốc súng vào người, vào cái trụ thôi mà nổ lan ra, máu mất đi của Fiesta là rất nhiều. Anh ta bắt buộc phải cắn, tôi nghĩ là cả hai bình luôn. Mặc dù đã nâng cho mình đó cái khiên lửa ở trong những cấp độ đầu tiên đến từ Annie rồi chứ, và cái lượng sát thương tay đến từ Tristana của Fate không thể nào coi thường được. Rồi một đợt lính có xe Wave 3 đang đẩy vào và Nông Sim Rockford sẽ có một cái cánh trên của phía Nông Sim Rockford sẽ có cái cơ hội để có thể di chuyển cắm mắt. Hiện tại thì anh ta cũng đang tiết kiệm những cái bình máu của mình, nhưng đó là pha ép xe rất gắt gao đến từ Rascal.
Như anh nói thì Rumble là một con tướng có với khả năng trao đổi chiêu rất gắt ở giai đoạn ban đầu. Vừa rồi là lao móc điện lần thứ hai để ép đi cú cắt và sắt của Dandian, và máu này chắc chắn là phải lui. Nhưng tôi phải có dành lời khen dành cho Rascal nhá. Rumble là một vị tướng mà bạn sẽ rất là dễ đẩy cao ở trong những cái quay đầu. Nhưng Rascal đứng ở một cái cự ly mà nó rất là nguy hiểm dành cho Dandian, bởi vì trước Dandian anh ta không biết vòng rừng Croco di chuyển ra khu vực nào, hướng đi rừng ra sao. Và nếu như có Croco ở gần đó đứng cao thì nhiều khi kể cả là tốc biến hay cắt vào sát đi chăng nữa thì Dandian có thể sẽ gặp nguy hiểm. Và lùi về là hợp lý, một cách an toàn dành cho người chơi đứng trên bên phía của Đông Sim mà thôi. Nhưng bởi vì thế lính này vẫn là một thế lính rất xấu, cho Dandian anh ta bắt buộc phải đi bộ lên chứ không dám dùng di chuyển. Trước đó thì Dandian cũng đã rất là cố gắng được có thể đẩy xong cái đợt lính thứ ba có xe, sau đó anh ta sẽ về nhà. Nhưng mà bởi vì Rascal cũng đã biết được cái vòng rừng của phía đối phương, và anh ta sẽ có áp lực đến từ rừng của mình. Anh ta đánh rất thổ báo. Còn đây là một tình huống đã kiểm soát được cái lượng thông tin được cắm ra từ trước của Dandian và tạo ra một cơ hội để có thể găng dành cho Croco. Không biết đâu, Dandian không có thông tin gì cả, và anh ta cắt vào sát về hướng khu vực sâu và đang cố gắng nhận sự hỗ trợ đến từ Fed. Và chính xác hơn là nhận được sự hỗ trợ đến từ Fiesta. Fed di chuyển trước so với lại người chơi đứng giữa bên phía của Dusty Rafford, và đây chắc chắn sẽ là pha bắt buộc phải tự sát đến từ Dian rồi. Dian anh ta đang có một cái đường đi rất xa vào khu vực nhà của đối phương, và đây có thể sẽ là pha bắt buộc phải tự sát thôi đến từ đường trên của Dusty Rafford. Hơi tốn nhiều thời gian một chút xíu để coi anh ta sau tình huống tự sát này thì anh ta có về nhà dịch chuyển kịp lên cánh trên hay không đây. Tôi đang thấy Rascal đang cố gắng được có thể đẩy cái đợt lính thật nhanh nhằm triệt tiêu những cái chỉ số lính bị mất đi đến từ Dandian. Hiện tại anh ta mới chỉ farm có 9 con so với 30 chỉ số lính của Rascal. Pha ngừng động rất tốt đến từ vị trí của Rascal. Thế lính quá xấu dành cho Dandian, và đấy là lý do tại sao mà anh ta phải đi bộ lên. Nếu như anh ta dùng dịch chuyển lên mà anh ta nằm xuống cái mạng vừa rồi thì thôi, đường trên này coi như là toang luôn. Chính lệch lính là rất lớn đến từ vị trí của Rascal so với Dandian, nhưng may là anh ta cầm dịch chuyển và anh ta sẽ ở lại cũng như là farm nốt cái turn này mà thôi. Chênh lệch vẫn là có khoảng tầm gần 10 chỉ số lính, hơn 10 chỉ số lính đến từ hai người trên đường trên. Rồi, tận dụng cái khoảng trống đó thì vừa rồi CV cũng đã di chuyển vào khu vực rừng để có thể cướp đi những cái bãi còn sót lại của Croco. Phá thi đấu đó thì Croco không có điểm hạ gục, anh ta có thêm cái lượng kinh nghiệm đến từ một tình huống ghé thăm sau pha tự sát đến từ Dandian mà thôi. Và khoảng thời gian trống đến từ Croco khi mà anh ta bị cướp rừng thì anh ta chuyển dịch bằng những cái mục tiêu con rồng nguyên tố đã được ăn dành cho phía của Danes. Dandian sẽ cố gắng lát hit và đẩy chậm thôi. Anh sẽ không dám đẩy cao, nhưng mà vẫn sẽ có cái áp lực đến từ Croco quanh quẩn ở khu vực này. Nhưng mà một phần nào đó thì cái phần tầm nhìn đến từ bên tiêu đồng Sir Rafford ở cánh dưới với một cái con mắt được cắm ở bãi người đá đã phát hiện ra cái hướng đi rừng của Croco rồi. Một nhịp bấm B trở về nhà và hoàn thành xong cho mình cán tích 3 mi. Còn ở hướng kia thì Selvi sẽ có được hai thanh trường kiếm và một cục hồng ngọc để hướng lên cho mình. Chắc chắn sẽ là một con vi bối rìu rồi. Ở vai trò đi rừng của đồng Sir Rafford ở khu vực đứng giữa thì bắt đầu có những cái hướng đẩy ngược hướng trở lại ở vị trí của Fiesta khi anh ta bắt đầu có được cho mình cơ hội 6 và chiêu hồi Tipper sẵn sàng để cầu bóng vào phết. Đường dưới thì nãy giờ chúng ta không thấy nhiều lắm những cái diễn biến, nhưng có thể thấy như đó là cái thế trao đổi bình thường của cả Badak với lại Ziu mà thôi. Bắt đầu đang có tín hiệu khá là tốt ở khu vực giữa rồi, những tình huống cấu rỉa máu đến từ Fiesta chất lượng hơn. Cái trên này thì giải quyết quái vật trong trụ, Rumble thì không phải là một con bài mà farm trong trụ dễ lắm. Rascal mất 3-4 con lính đánh xa gì đó ở trong cái quay đẩy vừa rồi. Còn ở khu vực đường giữa thì đúng như tôi dự đoán, khi mà Fiesta anh ta có được cấp độ 6 á, thì anh ta sẽ sử dụng cho mình liên tục những pha spam chiều tipper để lấy máu của Fed. Chúng ta vừa lia cam ra khu vực đường giữa thấy ngay có con gấu thả vào đầu Tristana và bắt buộc Fed phải bấm B về nhà. Và anh ta bắt buộc phải hướng lên cho mình trang bị kháng phép rồi. Và vẫn đang có tín hiệu để có thể xâm lăng vào khu vực bùa đỏ đến từ CV. Lần này thì anh ta có sự trợ giúp của hỗ trợ phía sau lưng. Đây sẽ là tình huống giao tranh nhỏ lẻ lớn đầu tiên của ván thi đấu này. Gabriel di chuyển trước, đấm trước luôn đến từ CV. Móc bỏ neo thành công, giải lông ra đến từ vị trí của Ziu. Chiêu hồi lông vũ, ép một pha hắc kim thuật của vị trí Barrow. Và bắt buộc phải là pha đào thoát mà thôi. Nhưng đây sẽ là Rascal với cấp độ 6, giải mưa tên lửa xuống tốc biến vào hàng dọc đến từ Ziu. Như anh ta đang bị truy đuổi bởi đối phương, máu rất thấp đến từ xạ phòng thủ bên phía của Dusty Rafford rồi. Nhưng đây sẽ là pha rút lui được tới từ 4 thành viên của đội Rafford. Và nhanh chóng dịch chuyển lên cánh trên dành cho Rascal để có thể đón nhận cái đợt lính mà Dandian đẩy vào. Pha thi đấu vừa rồi rất may mắn dành cho Jiwoo là anh ta được gia tăng thêm tốc độ di chuyển đến từ bùa lợi cua cấp độ sau cũng đã có. Và đây là tình huống mở giao tranh dành cho phía của đội Rafford. Khoảng trống được tạo ra, hắc kim thuật và người có được cho mình đó điểm hạ gục đầu tiên, chiến công đầu thuộc về cho xạ thủ Golveranes. Tiếp tục sẽ là pha tấn công khi mà Fiesta tới, nhưng anh ta không có chiêu tiếp bơ tốc biến làm choáng thành công và mạng sẽ được nhường dành cho Jiwoo. Pha phản công đến từ bên phía của Dusty Rafford và tiếp tục là một nhịp làm choáng nữa, nhưng chả choáng ngược trở lại ở vị trí của Barrow.
và chỉ đơn giản là một đổi một mà thôi, một tình huống mà hơi dướn đến từ Selvi. Anh ta không có thông tin về vị trí đứng của Kroko và pha phản công tốt giúp cho DX có được chiến công đầu, nhưng ngay sau đó là cái khả năng di chuyển sớm hơn đến từ Fiesta, quyết định đến từ Fed là ở lại đường để lấy giáp trụ. Và anh ta không tham gia vào tình huống đánh nhau ở khu vực đứng dưới vừa rồi. Một mạng để có thể trả đũa ngược trở lại dành cho Đông Si, và quan trọng mạng được nhường dành cho Ziu. Bên cạnh đó thì Biro cũng đã có một tình huống ngắt được cái lượng sát thương khá là tốt đến từ Ziu với một cú hắc kim thuật của mình để có thể tiếp cận từ hàng tuyến sau, và từ đó tạo ra thêm cái khoảng trống dành cho Bardock. Xạ thủ của nhà Radix đã có được trong đó điểm hạ gục đầu tiên ở của anh ta trong cái tình huống tấn công ở khu vực dưới. Mặc dù anh ta cũng bị tấn công ở giai đoạn tiếp theo, nhưng tôi tin rằng với một cái điểm hạ gục vừa rồi thì cái lượng trang bị của anh ta cũng sẽ nhỉnh hơn so với Ziu. Hai triệu lồng vũ khá ổn đến từ Ziu giữ chân ba thành viên, nhưng trước đó đã một là một cái nhịp hắc kim thuật và sự cú quy của Real khá là tốt ở vị trí của Barrow để ngắt đi cái nhịp sát thương đến từ xạ thủ bên phía của Đông Sim. Được, nếu như pha đó mà Barrow không có cái nhịp ngắt đó, có thể sẽ là gặp rất là nhiều nguy hiểm dành cho bên phía DX, nhưng đây sẽ là pha kiểm soát được tầm nhìn sứ giả đến từ phía của Đông Sim. Rafa, họ là những người có sứ giả, họ dồn mọi thứ vào Barrow và Ziu lại có thêm một mạng nữa. Hai mạng từ khá sớm dành cho xạ thủ bên phía của Đông Sim Rafa, và quan trọng là họ có thứ mình muốn, đó là có sứ giả khe đứt tốc biến qua phía bên kia bờ tường đến từ vị trí của DDS, bật luôn thần cá sấu mục tiêu là Rasko, tốc biến xuống đến từ Rasko, và chỉ là trao đổi tốc biến đến từ hai người trên đường trên mà thôi. Tưởng chừng như sẽ làm tình huống vây bắt dành cho bên phía của DS khi mà họ lùa được các thành viên của phía Đông Sim Vapfrog vào khu vực hang sứ giả, nhưng không, Đông Sim mới chính là đội bật ngược trở lại với một loạt những hiệu khống chế được tạo ra đến từ Nautilus và Annie, và mục tiêu tấn công đó chính là một con tướng hỗ trợ của DS. Chưa dừng lại ở đó, đột kích băng giả mưa tên lửa tấn công vào Fiesta, điểm hạ gục thứ hai, ui tưởng sẽ được nhường dành cho Barak. Đó là cú cột gió phương bắc hắc đến từ Kroko để giúp cho anh ta có được cho mình điểm hạ gục ở vị trí đường giữa của đối phương. Và mặc dù là Barrow bị bắt lại ở trong pha vừa rồi, anh ta còn nguyên cú chiêu cuối nhưng không kịp sử dụng, nhưng bên phía của DX vẫn gỡ lại được một mạng. Quan trọng là Doxy Redford có được cho mình con sứ giả khe đứt đầu tiên của ván đấu, và để xem là cái cách triển khai sứ giả sẽ là như thế nào với người cầm là Peter nha. Một pha hơi rướng di chuyển vào để lại một con mắt kiểm soát dành cho Fiesta, và nhanh chóng anh ta bị khai thác luôn đến từ những tình huống tiếp cận vừa rồi của Rocco. Đây, trước đó thì đội hình của phía Đông Sim cũng đã có một cái nhịp để có thể kiểm soát con sứ giả này khá là tốt. Họ thậm chí là đánh bật ngược trở ra nữa cơ, với một loạt những cái tài nguyên vẫn đang còn đủ đầy. Thì Biro không đủ cứng cáp để có thể chống chịu trước một cái lượng sát thương được cộng kèm vào cả 4-5 thành viên của phía Đông Sim Redford. Và thậm chí pha thi đấu này suýt chút nữa Rasko cũng sẽ bị tấn công. Anh ta bắt buộc phải tốc biến xuống nơi mà có phía dưới thì có những người đồng đội sẵn sàng chờ đón anh ta. Sau đó là một cái động thái khá là khó hiểu đến từ Fiesta. Các cái tầm nhìn ở cái khu vực bùa xanh của bên phía đối phương không nhiều tới từ Đông Sim. Fiesta di chuyển rất là hớ hênh và anh ta để bị bắt lại với mạng hạ gục pha đó mà Paradox có mạng. Thực sự sẽ là thảm họa rồi cho bên phía Đông Sim Redford. May mắn ra là người có được điểm hạ gục là Sejuani trong tay của Kroko mà thôi. Vẫn đang là một cái thế trận mà tôi nghĩ rằng ưu thế một chút dành cho bên phía của Đông Sim Redford. Quan trọng là điểm hạ gục nha. Ziu đang cầm hai mạng và anh ta sẽ tăng tiến sức mạnh tốt hơn so với lại Kai'Sa trong tay của Paradox ở dạo sau. Khá là ngon nhỉ. Ván thi đấu đầu tiên thì Ziu cũng là người có một cái lượng sát thương khá là tốt, lớn nhất trong đội hình của phiên Đông Sim Redford. Ván thi đấu này thì anh ta hoàn toàn có thể làm lại điều đó thêm một lần nữa với hai điểm hạ gục đã được nhường ở trong cái tình huống tiếp theo. Ở trong tình huống vừa rồi, Rasko đang có tình huống di chuyển hội quân cùng với những người đồng đội của anh ta. DNDN thì thoải mái hơn bởi vì anh ta có dịch chuyển. Để xem là cái cách triển khai với con rồng nguyên tố thứ hai của bản đấu sẽ là như thế nào khi mà bên phía của DRX đang có 4 thành viên. Đấy, DNDN đang có được cho mình dịch chuyển, và quyết định của anh ta là tiếp tục đẩy ở khu vực đứng trên. Nông Sim vẫn đang muốn để có tình huống giao tranh, nhưng Fiesta bị áp sát bởi cú dậm nhảy tên lửa. Quyết định là không dùng triệu hồi Tipper, vội đã dùng triệu hồi Tipper đến từ vị trí của Fiesta để lấy máu ngược trở lại con Tristana của Fed rồi. Bên này thì rồng thuộc về bên phía của DRX, pha mở luôn đến từ Peter, mục tiêu là vị trí của Barrow, dính luôn thì lôi tầm nhiệt. Lượng ứng là rất nhiều nhưng tạo ra Barrow vẫn sống, tốc biến bỏ chạy đến từ Barrow. Selvi một chấm báo rút lui, lão theo đến từ vị trí của Paradox, anh ta có được điểm hạ gục những triệu hồi lông vũ và mạng thứ ba liên tục dành cho Ziu. Tiếp tục xả lông ra đến từ xạ thủ bên phía của Đông Sim Redford, đẩy lui hoàn toàn hai thành viên bên phía của DRX. Một pha một đổi hai vẫn là ưu thế bên phía của Đông Sim, mặc dù họ mất rồng nhưng ở khu vực đứng giữa đang là khoảng trống để cho phép đục trụ, và anh ta sẽ có thêm được ít nhất là hai giáp trụ nữa ở đứng giữa. Và đó thì bên phía của Đông Sim có ý định là không giao tranh, bỏ con rồng để có thể tạo ra cái lợi thế về mặt công trình. Chúng ta đang thấy rằng Ziu bào công trình ở khu vực đứng dưới, ở khu vực cánh trên thì DNDN cũng bào công trình,
Nhưng ngay khi mà bên phía của Ranex ăn xong rồng thì phát hiện ra Biro đứng lẻ một mình. Chỉ có cái điểm đáng tiếc đó chính là Sylvie cũng như là Peter không có đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm nhanh chóng được Biro. Nếu như không thì họ có thể dứt điểm sau đó họ rút lui cách tương đối là thoải mái mà thôi. Những pha thi đấu này một lần nữa điểm hạ gục lại được nhường dành cho Ryu. Mặc dù trước đó thì Bardock cũng đã có một tình huống bản năng sát thủ để có thể kéo theo Sylvie cùng chết với anh ta. Nhưng tôi tin rằng với việc mà Seiya có nhiều điểm hạ gục như thế này thì cái hướng này nó vẫn đang là cái chiều hướng rất tích cực dành cho đội hình đến từ bên phía của Nongshim Redford. Đồng ý. Nongshim vẫn đang là người có một chút ưu thế về lượng tiền, nhưng nếu như nói về mục tiêu lớn thì DIX đang kiểm soát nó một cách khá là tốt. Họ có được hai con rồng nguyên tố làm vốn. Và bản đồ dòng hóa kỹ sẽ là bản đồ ở trong ván đấu này với đội hình hai xạ thủ bên phía của DIX. Nãy giờ Fate không di chuyển nhiều nhá, và cái tốc độ tăng tiến đồ của anh ta với 137 chỉ số quái vật ở khu vực đứng giữa với một con giao điện static đang là tương đối tốt. Cũng đã có giao điện ở vị trí của Bardock rồi, cú dịch chuyển lên cánh trên để giữ trụ đến từ vị trí của Rascal. Và đang có đông thành viên hơn đến từ DIX, đồng nghĩa với việc Ryu và Peter sẽ không dám đẩy lên quá cao trong pha này. Rồi, nhưng mà về mặt công trình thì đã nghiêng về cho bên phía của Nongshim Redford. Thì mỗi đội tuyển sẽ có những cái lợi điểm riêng của họ. Kinh tế ở thời điểm ngắn hạn này cũng đã thuộc về cho bên phía của Nongshim Redford rồi. Những vị tướng cần trang bị như là con cá sấu khu vực đường trên hoặc thậm chí là con Seiya của Jihu bây giờ đang tương đối là xanh xao. Fate có một khoảng trống lớn để ta có thể bảo công trình khu vực đường giữa. Và với tốc độ này thì anh ta có thể mang về trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ. Tốc độ lấy trụ rất là nhanh. Nãy giờ thì tôi đã nói thì Fate không di chuyển và anh ta có gần 4 giáp trụ ở khu vực đứng giữa, cộng kèm thêm một cái trụ bột ở khu vực này nữa. Lượng tiền được dồn vào người xạ thủ thứ hai bên phía của DIX là tương đối tốt. Mặc dù thì anh ta chưa có đóng góp gì quá nhiều trong những tình huống giao tranh gần đây cả, nhưng ngưỡng sức mạnh và lượng sát thương ở giao đoạn sau của Fate cũng sẽ là không đùa được. Đồng cú tốc biến ma thuật máu bỏ neo nhưng không thành công đến từ vị trí của Peter với pha sử dụng tích tụ năng lượng và rút lui ở vị trí của Bardock. Cánh trên này thì cá sấu của DIDM ván này vẫn đang có được một cái kèo đấu và tôi nghĩ rằng rất là ổn nhá. Anh ta vẫn đang là người farm hơn với việc là Rascal nãy giờ di chuyển rất là nhiều để có áp lực với tình huống thả mưa tên lửa của mình. Có thể thấy Rascal đang chuyển dịch cái lợi thế của anh ta dành cho cánh dưới, hay nói cụ thể hơn là những cái mục tiêu cụ thể như là con rồng. Hai con rồng nguyên tố đã được kiểm soát đến từ những tình huống di chuyển của Rascal, nhưng như anh Hằng cũng đã chia sẻ thì phải đánh đổi bằng chính cái nguồn sức mạnh của anh ta. Hiện tại thì lần về nhà này anh ta cũng đã có được một cái vũ trụ, nhưng anh ta đang farm ít hơn so với DNDN, và chưa kể DNDN có được thêm cho mình đó những cái lớp giáp trụ nữa cơ. Sứ giả 2 sẽ là một pha kiểm soát sứ giả 2 đến từ cả hai đội, và Nongshim tiếp tục là đội có nhiều người hơn ở khu vực này. Rascal đang di chuyển ra và sẵn sàng là một góc vòng sau ở vị trí của Fate. Mưa tên lửa cũng sẽ là một công cụ giao tranh rất là mạnh ở mỗi tầm tương đối là xa ở vị trí của Rascal. Và liệu đây có phải là một tình huống áp sát luôn đến từ bên phía của DIX hay không? Để Barrow vào vị trí đã có bola băng quăng thẳng vào Peter, cú hút hai người tốt. Ryu mất luôn cho mình bão tố đổi dậy, anh ta dùng triệu hồi đầu vũ, anh ta có được mạng thứ tư nhưng anh ta phải tốc biến bỏ chạy. Và Fate đang có khoảng trống để gây sát thương. Hai chủ lực bên phía của DIX có góc bắn, và Nongshim Redford mặc dù có được cho mình con sứ giả khai nứt nhưng họ sẽ phải bỏ lại hai mạng trong pha này. Hai mạng đổi lấy cho mình đôi con sứ giả khai nứt, kết hợp cùng với đó là một điểm hạ gục dành cho Jihu. Những đánh đổi đến từ bên phía của Nongshim Redford ở trong cái tình huống cố gắng được có thể kiểm soát con sứ giả vừa rồi, để coi liệu rằng họ có mang lại công trình hay không. Khi mà trước mắt về mặt công trình thì bên phía của Ranex cũng đã có được thêm một cái bước tiến lớn, đó chính là bào luôn cho mình đó trụ hai khu vực đường trên. Tất cả vì Ryu ở trong ván đấu này đến từ bên phía của Nongshim Redford, họ đang nuôi một con Seiya rất xanh xao, và để xem là cái cách gây sát thương đến từ xạ thủ bên phía của Nongshim sẽ là như thế nào. Barrow có một pha mở tôi nghĩ là đẹp. Anh ta gom được 2 cho đến 3 thành viên của đối phương với tình huống hack kỹ thuật cũng như là sức hút kinh hoàng đây. Xuyên tấn kích giữ chân thành công vì Chiu Peter, và sau đó giúp 3 người rất tốt đến từ hỗ trợ bên phía của DIX. Nhưng bởi vì Seiya trong tay của Ryu còn tốc biến, còn thanh tẩy, và anh ta có bão tố nổi dậy trong pha vừa rồi nên rất khó để DIX có thể đoạt được mạng xạ thủ đối phương. Và họ dừng lại ở một tình huống lấy 1-2 nhưng mất sứ giả. Có thể gọi là combo combo của DS khi mà sức hút kinh hoàng đó kết hợp cùng với lại cái mưa tên lửa của Rascal nữa, nó tạo ra một cái hiệu khống chế và cái lượng sát thương đa mục tiêu, và nó khiến cho bên phía của Ranex dễ dàng hơn để có thể tiếp cận và gây thắng thế ở trong cái tình huống giao tranh đó. Thuận thế, Ranex kiểm soát luôn trong đó con rồng nguyên tố thứ 3 ở phút thứ 18 của ván thi đấu. Tầm nhìn của bên phía Nongshim gần như là không có ở cánh dưới bản đồ, họ phải bắt buộc đánh đổi bằng những cái công trình mà thôi. Và đánh đổi này như đã nói, bên phía của Nongshim bắt buộc phải đổi ở những cái phương án mà họ là đội tuyển đi sâu. Dù sao thì họ cũng đã có được thêm cho mình đó 2 trụ. Sự cân bằng rõ rệt ở cặp đối đầu này giữa DIX và Nongshim Redford. Hai đội đang đứng ở vị trí thứ 7 và thứ 8 trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Và liên tục là những pha biến trả biếng. Nếu như Nongshim nhường được tài nguyên dành cho vị trí của Ryu thì ở hướng ngược lại, DIX họ đang vận hành đội hình với hai xạ thủ và nguồn
cái nguồn tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau là tốt hơn so với đối phương. Và đây sẽ là pha áp sát vào Fiesta. Fiesta có tốc biến và có triệu hồi tipper. Anh ta gọi gấu trước, tình huống dịch chuyển xuống cạnh dưới đến từ vị trí của DDN, và Bola Bắc bắt buộc phải đầu tư đến từ vị trí của Coco. Anh ta tốc biến đi nhưng vẫn dinh móc mỏ neo, và lại là Barrel. Anh ta có một tình huống cover rất tốt cho đồng đội của mình với sự hút kinh hoàng, dẫm nhảy tên lửa đến từ vị trí của Fed. Mạng hạ gục đã có dành cho Rambo, nhưng góc này sẽ là tình huống phản công đến từ bên phía ông Sim, móc lại chung đến từ Peter rồi. Góc xả sát thương là không quá tốt đến từ Ziu, và anh ta sẽ cần phải rút lui khi đây là đông người hơn đến từ bên phía của DS. Và thêm một mạng nữa với tình huống bắt thành công và Andy tới từ bên phía của dòng sạch. Arad cũng đã rất nhanh chóng, anh ta bị trúng một cái thủy lô tầm nhiệt của Peter, nhưng anh ta còn tốc biến để có thể giữ cự ly đẹp, và anh ta không bị hiệu khống chế đến từ Sylvie với cú đấm bùng nổ kết hợp với tốc biến của anh ta. Liệu rằng giao tranh có dừng lại đây không hay không khi mà đội hình của anh phía DS đã lấy được trong rã trụ khung rừng dưới. Liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả biếng đến từ cho cả hai đội tuyển, khiến cho cái nhịp độ của ván thi đấu này trở nên cực kỳ sôi động. Đồng ý, và đấu rất cân bằng giữa Đông Xi và Fox và DS. Dù thì thứ hạng thì nó chưa thể hiện được quá nhiều những cái sự tiến bộ đến từ cả Đông Xi và DS, nhưng rõ ràng đây là một kèo đấu mà họ đều muốn thắng. Ziu đang bị gây sát thương, anh ta dính luôn Đại Bắc để lùi về, và tình huống phòng ngự thành công đến từ DX. Họ đang muốn có được một pha tấn công với cú dịch chuyển ở vòng sau ở vị trí của Rasko. Rasko không có mưa tên lửa và Ziu đang bị kẹt lại, anh ta còn khá là thấp máu, nhưng pha phản công đến từ Nông Sim, và người bị kẹt lại bỗng nhiên lại là Rasko. Bên kia thì DDN không thể chịu được trước 2-3 thành viên cùng quay vào đến từ bên phía của DX, mà mạng đã có dành cho Bắc. Nhịp độ bỗng nhiên trở nên rất là sôi động khi mà cả hai đội tuyển sẵn sàng để có thể va vào nhau không chỉ một lần mà vài lần liên tiếp ở trong khoảng thời gian ngắn. Đây, hãy cùng pha thi đấu này, tưởng chừng như Roko sẽ thấp máu, anh ta sẽ bị tấn công ngược trở lại, nhưng anh ta vẫn gây hụn không chế được, anh ta vẫn có cơ hội để có thể rút về cùng với những người đồng đội của mình với những tình huống tốc biến vào bô la băng. Và bên cạnh đó nữa thì Biro luôn có những cái pha chiêu cuối nó tạo nên được cái điểm nhấn ở trong pha giao tranh. Dù mặc dù rất là cố gắng để có thể giữ cự ly, góc này thì người mạnh nhất bên phía của Đông Xi Bradford không có được một cái góc bắn thuận lợi khi mà các chống chịu tuyến trước của anh ta đã tương đối là thấp máu. Còn bên kia thì đây, huống phòng ngự khá là thành công với Đại Bác đẩy lùi ở vị trí của Fed để ngăn cản pha lấy trụ bên phía của Đông Xi Bradford và tín hiệu dịch chuyển vòng xuống ở vị trí của Rasko. Bỗng nhiên thì tự nhiên anh ta lại bị một cái góc kẹp 4 người, và anh ta cũng phải đầu tư tốc biến trong pha này để hòng đào thoát, và cũng là một pha đào thoát thành công. Còn bên phía dưới kia thì Padak hạ sát thành công, người lại giao tranh tiếp à. Mưa tên lửa lần này giải ra vẫn rất hẹp đến từ Rasko, và điểm hạ gục đã có dành cho Fed. Any không có được cho mình tốc biến và Fiesta nằm lại. Chỉ một người phải nằm xuống, nhưng cái thế trận bây giờ đang có một cái chiều hướng rất chủ động dành đến phía của Ranus ở trong những cái tình huống giao tranh vừa qua. Các bạn có thể thấy họ tập trung đội hình tốt, họ ra vào giao tranh cũng rất bược. Hai xạ thủ của họ có khoảng trống, khả năng chống chịu đến từ Broco và khả năng tạo đột biến đến từ Reo của Biro, và lượng sát thương AOE đến từ Rascal nữa cũng đã tạo nên những cái điểm nhấn ở trong những pha giao tranh vừa qua của phía Ranus. Họ tận dụng cái combo Rail vào Rumble rất tốt nhá. Barrel mở tốt và sau đó là trải mưa tên lửa vào thì rất khó để cho bên phía của đấu chim đấy. Một pha mở đến từ Barrel hay là Bola băng vào là mưa tên lửa trải xuống, và combo băng hỏa được vận dụng một cách tương đối là tốt giúp cho DX liên tục có những cái pha chủ động. Nhưng nếu như nói về lượng tiền tổng thì bên phía của Đông Xi vẫn đang giữ được ở một cái thế trận rất là cân bằng. Chúng ta không có bất cứ một chênh lệch về tiền nào cả. Chỉ là mục tiêu ăn được nhiều hơn đến từ DX với ba con rồng nguyên tố mà thôi. Cơ sở để có thể lăn cầu tuyết và gia tăng thêm cái ngưỡng sức mạnh đến từ linh hồn rồng hóa kỹ cũng sẽ được hình thành dành cho phía của Ranus ở giai đoạn tiếp theo. Và nãy giờ cái điểm sáng của Ranus đó chính là cái nhịp giao tranh của họ, tập trung đội hình tốt như đã nói, cự ly đội hình đủ để cho hai xạ thủ của họ có khoảng trống để có thể gây sát thương. Đó là cái điều mà Jihu nãy giờ đang rất khao khát, bởi vì có thể thấy như Jihu không có nhiều khoảng trống để có thể gây sát thương với công bài Seiya của anh ta. Đồng ý, anh ta là người xanh nhất bên phần đội hình bên phía của Đông Xi Bradford với 4 điểm hạ gục, nhưng cái góc bắn của Ziu là không quá nhiều. Còn đây sẽ là pha vào Baron để thử đá mà hay DX muốn ăn luôn. Họ có hai xạ thủ và tốc độ ăn Baron của họ rất là nhanh, và thậm chí đây là tình huống ăn Baron với hai người. Pha lén Baron đến từ DX, thông tin hình như là chưa có rồi. Di chuyển ra thì không kịp, chắc chắn là Đông Sim sẽ mất con Baron này vào túi các thành viên bên phía của DX. Mà thôi, quan trọng là bên phía DX có muốn mở không. Mục tiêu mở, sút kinh hoàng không trúng ai cả ở vị trí của Barrel. Và liệu có pha tấn công hay không, đây đang không đấm ở vị trí của Selvi. Anh ta có tả sung hút, đang tìm góc để vào, nhưng bắn rất đau và trả ngược sát thương ngược trở lại đến từ hai xạ thủ bên phía của DX, khiến cho Selvi rén, và anh ta chắc chắn là sẽ không dám dùng tả sung hút đột. Có Baron và lùi về với toàn bộ đội hình đến từ DX.
rất chớp nhoáng khi mà bên phía của DS họ tràn lên cánh trên. Trong tại cái thời điểm đó thì Noxy Redfox họ lại tràn xuống cánh dưới để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu. Và cái lượng sát thương đến từ bên phía của DS là đủ để có thể dứt điểm Comadon khi mà nó chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Tận dụng luôn cả một cái đợt lính lấy luôn cho mình nó trụ hai phương tiện trên. Họ chấp nhận buông bỏ con rồng nguyên tố thứ tư ván thi đấu này. Có được cho mình Baron và đang triển khai với 2000 tiền Baron Power Play đến từ bên phía của DX. Còn với Noxin thì cái việc gỡ gạc của họ vẫn có với con rồng nguyên tố để ngắt đi mạch rồng cùng linh hồn rồng hóa kỹ của đối phương. Nhưng Noxin sẽ cần phải phòng ngự với 2 phút bù lại Baron và để xem là cái cách phòng ngự của họ sẽ là như thế nào khi mà không còn trụ dựa lưng ở cả 3 đường nữa. Đường trên thì đã là một mạch 2 trụ dành cho bên phía của DX rồi. Và đây sẽ là bù lại Baron để đẩy thẳng vào khu đường giữa. Mục tiêu của DX sẽ là hướng tới những cái trụ thứ hai, những cái trụ ngoài còn lại của Noxin. Nãy giờ có thể thấy những tình huống giao tranh thì đội tuyển chủ động mở đó chính là bên phía của Ranus. Có thể thấy như áp lực đến từ Annie, đến từ Nautilus của Peter chưa thực sự là quá lớn. Và vì vậy cũng không có nhiều lắm những cái góc để có thể tấn công đẹp dành cho bên phía của Noxy Redfox. Và ở thời điểm hiện tại nữa với sức ép đến từ bù lại Baron thì có lẽ thế trận một lần nữa cũng đã thuộc về cái quyền chủ động của bên phía DS. Đồng ý, ván này thì đã chủ động hơn rất là nhiều đến từ DX. Họ không vướng phải những cái tình huống mà tham truy đuổi đối phương nữa. Họ tập trung đánh những người gần nhất của mình và có được cho mình những ưu thế rất là lớn với cú combo của Rel và Rumble. Nãy giờ vẫn đang vận hành combo Rel Rumble một cách rất là hiệu quả tới từ vị trí của Barrow và Rasko, và cộng kèm thêm những cái pha mở tốt đến từ Croco nữa. Nó có khoảng trống như anh Linh nói tạo ra dành cho hai xạ thủ bên phía của DX là rộng rãi hơn rất là nhiều và thoải mái hơn rất là nhiều so với lại cái góc bắn mà Zhu anh ta có. Nhưng đang là tình huống tay đôi giữa hai xạ thủ bùng luôn bão tố đổi dậy và Zhu rất khát máu với tình huống đẩy lùi hoàn toàn phết. Bây giờ không ai che để cho Zhu có thể được bắn thì anh ta gạ kèo 1-1. Và thì đâu đó thì đó là tình huống trao đổi mà tôi nghĩ Zhu là người lỗ hơn khi mà anh ta mất luôn cho bên đó chiêu cuối. Phía cánh bên kia thì phết mặc dù anh ta cũng mất cái đại bác đẩy lùi. Nhưng tôi tin rằng với một cái chiêu cuối bắt đầu mở giao tranh rồi. Fiesta anh ta tốc biến rất là nhanh, có tình huống choáng ngược trở lại, Tipper được thả. Một cú chiêu cuối không chính xác là bắt choáng luôn lần hai đến từ vị trí của DNDN và đổi mạng thành công. Nhưng đó là mạng hỗ trợ đổi lấy đường trên. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì một mình phết không thể cản được bước tiến của bốn thành viên bên phía của Đông Sim. Quan họ chính xác là ba người bên phía của Đông Sim. Và trụ hai đường dưới đổi lấy trụ hai khu đường giữa, mặc dù bên phía của DX có được cho mình Baron. Các bạn cảm giác cũng không phải là quá lỗ dành cho phía của Đông Sim khi mà họ lấy được trong đó trụ khu đường giữa. Dịp đẩy rất nhanh và đó là tình huống băng trụ và sức ép tấn công đến từ bốn thành viên của bên phía DS cũng tương đối là sắc nét để có thể tấn công vào trụ hai khu vực dưới. Thật ra pha thi đấu này DNDN có thể rút về rồi chứ, khi mà Annie cũng đã về từ trước, họ hoàn toàn có thể chấp nhận hài lòng với việc buông bỏ luôn cho mình đó trụ hai để có thể đổi lấy trụ hai khu vực giữa. Tôi nghĩ rằng cái tình huống đó là Đông Sim chủ động ở lại để họ giữ chân người giúp cho ba người còn lại bên phía của Đông Sim Redfox. Họ đã có ưu thế khu vực giữa khi mà phết tay đôi thua so với lại con Saya trong tay của Zhu. Và tận dụng khoảng trống đó thì ba thành viên bên phía của Đông Sim đẩy thẳng một mạch ở đường giữa và bù lại Baron không hiệu quả. Thực sự là như vậy, không quá hiệu quả đến từ bên phía của DX, chỉ khoảng gần 2000 với Baron Power Play mà DX tận dụng được sau khi mà họ sở hữu con số tím mà thôi. Đồng ý, để coi giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra theo cái chiều hướng như thế nào. Chúng ta cũng đang nói đến cái ngưỡng sức mạnh của đội hình hai xạ thủ rồi. Và cái khả năng dàn trắng đến từ bên phía của DS ở trong giai đoạn vừa qua cũng rất là tốt nữa. Kết hợp cùng với khả năng mở giao tranh đến từ Biro rất sắc nét ở trong cái giai đoạn vừa qua nữa. Thì để coi họ sẽ vận hành hai xạ thủ này như thế nào ở trong những cái mục tiêu tiếp theo. Lại qua Bula Bang và lần này Zhu không phải là mục tiêu, thì mục tiêu là Peter, người cũng đã phải mất tốc biến. Nhưng pha phản công đang quá nhiệt và không thể dùng được kỹ năng. Rasko lên bảng đếm số, một chấm máu lui về với chiêu Selvi và pha vòng sau này DNDN bỗng nhiên trở thành mục tiêu bị cô lập. Khi mà đồng đội đang rất thấp máu và hết tài nguyên, DNDN dùng cắt và sắt, anh ta còn tốc biến và anh ta có vẻ như sẽ cần phải cân nhắc dùng tốc biến, dùng cắt và sắt trước đã. Cú sắt đâu, cú sắt đã phải sử dụng đến từ DNDN thì thôi anh ta quên sinh luôn, không dùng tốc biến để dành cho tình huống sau. Những tình huống mở giao tranh có thể gọi là của nhà trồng được đến từ Roko khi mà anh ta có chiêu cưới là anh ta cứ mở mà thôi. Fiesta đang chạy, anh ta không có tốc biến. Miro truy đuổi phía sau Rasko. Nào, thì vừa bắt choáng trở lại đến từ Fiesta. Và Croco cũng không truy đuổi nữa với việc là cái tia truy kích vừa rồi nó không trúng. Batak sẽ không kích bản năng sát thủ để có thể áp sát. Kể cả là anh ta có áp sát thì cũng sẵn sàng là một con Saya hay là một V nào đó đứng đằng sau lưng. Có thể người chơi xạ thủ bên phía của DX sẽ gặp vấn đề. Còn đây, cái cách chọn mục tiêu đến từ bên phía của DX, tôi nghĩ rằng họ muốn nhắm vào Zhu. Nhưng Peter che tốt và anh ta dùng tốc biến để có thể đào thoát ngược trở về với pha giải mưa tên lửa đến từ người chơi đứng trên của đối phương. Còn góc vòng sau này đến từ DNDN là hơi muộn khi đồng đội đã dùng hết tài nguyên. Và bản thân của anh ta thì quyết định là không dùng tốc biến để thoát quả thường.
Ý đồ cũng là có đến từ DNDN khi mà nếu như anh ta chỉ cần làm sớm hơn, chồng nhịp với lại những người đồng đội của mình thì nó sẽ tạo ra cái góc khép khá là hiệu quả dành cho cú dịch chuyển vừa rồi của anh ta. Ngược trở lại thì Fista vừa rồi cũng hơi đặt mình vào cái thế nguy hiểm chút xíu, khả năng truy đuổi đến từ bộ ba của phía Randex vẫn sẽ là có. Rồi, thế trận ở thời điểm hiện tại vẫn đang hết sức căng thẳng, chúng ta chuẩn bị hướng tới cái mục tiêu tiếp theo của ván thi đấu là con rồng nguyên tố thứ 5. Và đại chiến của Khang, và chúng ta đang có một kèo đấu rất cân bằng đến từ DX và đồng Silverfox. Tiền chỉ là hơn khoảng tầm 2k ở phút thứ 28 dành cho DX, mặc dù là họ sở hữu được bộ loại Baron. Đây đúng là tiền Baron luôn. Sau bộ loại Baron, DX triển khai được tầm hơn 2.000. Trước bên phía của đồng Silverfox và cái ngưỡng sức mạnh từ Ziu thì nó vẫn đang được tăng một cách rất nhanh và rất chóng mặt. Chuẩn bị là ngưỡng sức mạnh 3 trang bị rưỡi dành cho xạ thủ bên phía của đồng Silverfox, và đây sẽ là pha mở Baron luôn. Đến từ đồng Sim họ có khả năng đánh bật ra với Tipper, nhưng bộ là băng quắc thẳng vào người có Tipper và Fiesta thêm một lần nữa không kịp u ớ lên bảng đếm số, lại là tiêu chiến kích thành công. Mục tiêu là Selfie, rất nhiều thành viên thấp máu đến từ bên phía của đồng Sim Rafox. Ziu chỉ còn gần nửa cây máu và Selfie cũng tương tự là như vậy. DNDN đang bị bắn bởi hai xạ thủ của đối phương, dùng thông nổ nâng cấp để có thể rút lui về, nhưng đường về của đồng Sim có vẻ như là hơi sai rồi. Thủy Lôi Tâm Nhiên cắm trúng hai người, mục tiêu biến tung là phết biến tung hai lần liên tiếp. Ziu vẫn đang cố gắng bắn, Ziu bắn gục một người, Ziu bắn gục người thứ hai. Với việc Croco chuẩn bị phải lên bảng điểm số thì đây có thể sẽ là một góc rào tránh thành công, nhưng không tìm kiếm được Ziu với cú tốc biến hạ sát thành công, và Pa đã có được cho mình cú double kill để thực hiện một pha quét sạch dành cho DAX. Bộ lao băng của Roko của nhà chồng được một con mắt tím được cắm ra để có thể kiểm soát cái bụi. Anh ta phát hiện ra Fista đang có mặt ở đó và ngay lập tức tấn công đến từ cái bộ lao băng của Roko, kết hợp cùng với lại một cái bản năng sát thủ nữa của Bardock. Dịch chuyển lần này đến từ Fista thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Cái Baron đã ôi tóc biến giữ chân và tấn công được Rasko. Tipper vã tấn công vào người của Bardock, nhưng sát thương đến từ Tipper là không đủ. Fed đáp xuống với cú dịch chuyển của anh ta, và anh ta cũng đã báo thù dành cho Rasko pha thi đấu này và tiêu diệt được Fista. Thực sự là một pha hỗn chiến đến từ bên phía của đồng Silverfox và DX. Và cuối cùng thì Fiesta nằm xuống hai lần liên tiếp. Và sau một tình huống mà anh ta hạ gục thành công được Rasko, lấy đi được một bộ lệ Baron, nhưng tôi nghĩ rằng là DX vẫn rất hài lòng với tình huống giao tranh vừa rồi. Một cú Mati kill, rất nhiều điểm hạ gục dành cho Padak nha. Và một pha quét sạch cũng như bộ lệ Baron có, để xem là tình huống này vẫn rất là nhiều thời gian để bên phía của đồng Sim họ rút lui về. Và cái ngưỡng máu thấp không cho phép họ có thể giao tranh, mặc dù đây là một cái góc bắn. Ziu đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của anh ta giải lông ra, anh ta dùng triệu hồi lông vũ giữ chân rất nhiều người của đối phương và tạo ra một nguồn sát thương khủng khiếp, đông người hơn và rõ ràng ưu thế về người, và lợi thế đó giúp cho DX quét sạch đối phương. Lợi thế cũng đã có dành cho phía của DS với một bùa lại Baron thứ hai trong ván thi đấu này, và kết hợp cùng với đó là cái sức mạnh đến từ linh hồn rồng hóa kỹ vừa được hình thành ở trong cái dịp kiểm soát vừa rồi của họ nữa. Và như anh Hoàng cũng đã chia sẻ, với một cú multi kill khá là nhiều những cái điểm hạ gục đang tập trung dành cho Bardock, thì khiến cho cái tốc độ lên trang bị của anh ta bỗng nhiên vượt trội hơn rất nhiều. Và xạ thủ thứ hai ở khu vực giữa đó chính là Fate cũng đã hoàn thành được cho mình cái giáp thiên thần rồi. Rất là bị đánh đồ rất là chắc cú. Đồ tiếp theo của Fate có thể sẽ là một cái huyết kiếm để anh ta gia tăng thêm một chút khả năng hồi phục trước cái ngưỡng sát thương ở thời điểm hiện tại ở vị trí của Fiesta hay là Ziu. Bộ loại Baron được triển khai với linh hồn rồng hóa kỹ. Nào pha hút Ziu, anh ta không có tốc biến, anh ta không dính bộ là bằng, mất chiêu cuối đến từ Ziu. Và Padak cùng với lại Barrel sẽ hạ sát thành công được xạ thủ của đối phương, đó là điều chắc chắn. Cơn mưa Ikatia đến từ Padak với thêm một mạng nữa dành cho xạ thủ của DX, và không còn chủ lực thì bây giờ lấy đâu ra sát thương để đồng Sim phòng ngự đây? Nó sẽ mở ra một cái tín hiệu sẽ sẵn sàng băng trụ dành cho bên phía của Ranus, với một con Suzuni có một cái băng giáp chống chịu rất cao, và chưa kể đó những tình huống mở giao tranh cơ. Nào, Barrel sẵn sàng với pha mở. Nãy giờ thì cái khả năng mở giao tranh đến từ Barrel vẫn đang là rất tốt với Akihot cũng như là Sư Kinh Hoàng, mà anh ta khiến cho các cái chủ lực bên phía đồng Sim và đặc biệt là Ziu không có quá nhiều góc để chơi game nha. Tiếp tục là xuyên tập kích, Hắc Kim Thuật lao theo hủy giải vừa tên lửa, và sát thương của Rasko là quá lớn. Dùng luôn cho mình lao bóc điện, và đây sẽ là chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai để chúng ta cùng đến với ván đấu quyết định trong cuộc đại chiến giữa DAX và đồng Sim Rafox. Một ván đấu rất thăng hoa dành cho bên phía của DS. Như đã nói, ván thi đấu này cũng đã nuôi giữ lại cái hy vọng dành cho đội hình của họ. Cái tao úi dứt điểm nhà chính rồi. Pha đó là quát ra kill dành cho Ziu rồi, nhưng không có Penta nó quát ra gì cả dành cho xạ thủ bên phía của DAX. Nhưng không sao cả, vẫn là chiến thắng dành cho DAX để họ níu giữ lại hy vọng ở trong cặp trận này. Vẫn sẽ cần là một chiến thắng để DAX cân bằng được ít nhất là về mặt điểm số so với lại KDF, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi vào đây thi đấu thứ ba giữa hai đội sẵn sàng bắt đầu.